dân mạng tấn công, Thanh Hằng vì liên quan đến bài viết của Hoàng Thùy nhiều cư dân mạng tràn vào, tấn công, Facebook của siêu mẫu Thanh Hằng vì liên quan đến bài viết mới của Á hậu Hoàng Thùy. Tối 16 tháng 7, Hoàng Thùy gây chú ý, với bài viết chia sẻ phần tiếp theo của vụ ồn ào liên quan đến ghế giám khảo Miss Universe Việt Nam 2024. Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn với một người, trong đó có nội dung, Thanh Hằng đơ dừng oan, tạm dịch, Thanh Hằng không muốn, kèm theo dòng chia sẻ, tôi ngồi ghế ban giám khảo chính thì ảnh hưởng gì. Bài viết nhận về hơn 31.000 lượt thích và hàng ngàn bình luận chỉ sau vài giờ đăng tải. Nhiều cư dân mạng cho rằng người Á hậu Hoàng Thùy, ẩn ý cô mất cơ hội ngồi ghế nóng Miss Universe Việt Nam 2024 là siêu mẫu Thanh Hằng. Bởi trước đó, ban tổ chức cuộc thi cũng công bố thông tin diễn viên mẹ chồng là giám khảo chính ở đấu trường nhan sắc này. Chúng tôi liên hệ với Thanh Hằng nhưng chưa nhận được phản hồi. Dù người trong cuộc chưa lên tiếng, song nhiều cư dân mạng tràn vào trang cá nhân của Thanh Hằng, để lại nhiều bình luận tiêu cực. Theo ghi nhận, nhiều tài khoản phản ứng gắt, cho rằng nữ siêu mẫu 8X đang làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của đàn em trong nghề. Trong khi đó, một bộ phận khác đặt ra những giả thiết về lý do sao phim mẹ chồng từ chối ngồi cùng Hoàng Thùy trên hàng ghế giám khảo Miss Universe Việt Nam 2024. Tuy nhiên, khi Hoàng Thùy đăng tải bài viết mới, nhiều người cũng không đồng tình với cách xử lý của chân dài quê Thanh Hóa. Một số cư dân mạng cho rằng, việc Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 công khai tin, nhắn trao đổi công việc là thiếu chuyên nghiệp, bốc đồng. Trước đó, khi Chủ tịch Miss Universe Việt Nam, ông Valentin Trần ngỏ ý gặp gỡ để giải quyết ồn ào, Hoàng Thùy cho biết cô tôn trọng tổ chức song không chọn im lặng trước sự chèn ép. Người đẹp nói, trong sự việc này, tôi chọn bỏ qua lợi ích của mình và không im lặng, cho những sự chèn ép để bảo vệ quyền con người. Dù được hay mất, tôi cũng hy vọng những ai đang bị chèn ép ở bất kỳ môi trường, hoàn cảnh nào họ cũng sẽ có can đảm nói lên tất cả những gì họ trải qua.